Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh youtube Báo Lao Động. Thưa quý vị mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip trong khu chế biến thực phẩm của một cửa hàng buffet bò nướng 99.000 đồng siêu rẻ ở Hà Nội. Đáng chú ý, không gian bên trong của cửa hàng vô cùng bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Rất nhiều người đã chia sẻ, để lại cảm xúc phẫn nộ trước những hình ảnh này. Theo đó, tài khoản tên Trần Tuấn đăng tải bài viết và hình ảnh về một quán buffet ở địa chỉ 225 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người này cho biết, hình ảnh được chụp vào ngày 20 tháng 10. Khi vô tình thấy khu vực bếp, anh Tuấn sợ hãi vì cảnh ngổn ngang, bẩn thỉu, cảm giác muốn nói tất cả đồ đã ăn trước đó. Bức ảnh ghi lại, khu vực vệ sinh nằm cạnh nơi để nguyên liệu với các kệ lớn, khay nhựa, tủ đông. Nhiều nồi lẩu, rau, khoai lang, gia vị để ngổn ngang ngay trên nền đất. Đáng chú ý, hai khay thịt ba chỉ cũng đặt trực tiếp dưới nền đất bẩn. Những hình ảnh này khiến cộng đồng mạng dễ sóng. Nhiều người bày tỏ bức xúc với tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều người bình luận, nhìn khu bếp quá đáng sợ, khay thịt vứt ngay dưới nền đất khiến tôi dùng mình. Tài khoản Trần Tuấn cho biết, ngày 20 tháng 10, anh này và bạn thấy quán ăn ở khu vực hàng buồm, giao thở nhuộm, đông đúc nên ghé vào ăn tối. Họ chọn phần ăn buffet lẩu và nướng giá 189.000 đồng một người. Tuy nhiên, ngay khi nhân viên mang đồ ăn ra, anh Tuấn đã thấy mùi tanh, thịt bở khi nướng chín vẫn hôi. Vị khách nhận xét, đồ ăn tệ không tả nổi, nhưng nhiều người khác vẫn ăn ngon lành. Một lúc sau, anh này đi tìm nhà vệ sinh thì vô tình tới khu vực bếp ở tầng 2 của quán. Anh Tuấn cho hay, mình không thể nghĩ đó là những gì mình vừa ăn. Mình chỉ muốn ói ra. Sau khi thấy cảnh đó, mình và bạn rời đi lập tức. Ngày 23 tháng 10, anh Tuấn chia sẻ thông tin lên mạng xã hội với mong muốn thực khách cẩn trọng với nhà hàng này. Theo hình ảnh anh Tuấn ghi lại, ngày 20 tháng 10, quán ăn này treo biển hiệu tên nhà hàng TL, phục vụ bò nướng, lỗ buffet, giá 99.000 đồng ăn thả ga. Trên bảng hiệu ghi rõ địa chỉ 225 hàng buồm và số điện thoại. Phóng viên đã liên hệ với số điện thoại này nhưng không liên lạc được. Tối ngày 23 tháng 10, phóng viên tìm tới địa chỉ trên thì biển hiệu nhà hàng TL đã biến mất. Ngôi nhà này được treo biển hiệu mới, bún chả sườn nướng. Địa chỉ 225 Hàng Bông được thay thành số 1 thừa nhuộm, số điện thoại cũng đổi khác. Phóng viên liên lạc theo số điện thoại in trên biển hiệu nhưng không nhận được phản hồi. Tối ngày 23 tháng 10, cửa hàng bún chả này cũng tạm thời không hoạt động. Đồ nướng là món ăn đường phố hút khách, đặc biệt là giới trẻ, vì hương vị hấp dẫn, thực đơn đa dạng và giá cả phải chăng với mức giá dưới 200.000 đồng một người một lần ăn, thực khách có thể thoải mái lựa chọn những món ăn như nầm lợn, nầm bò, thịt ba chỉ, dạ dày, bạch tuộc, chân gà, bánh mì bơ, rau củ. Mô hình quán nướng buffet giá siêu rẻ nhanh chóng xuất hiện ở vỉa hè của nhiều tuyến phố. Chỉ với vài chiếc bàn, ghế nhựa, trên bàn đặt bếp nướng loại nhỏ và thực phẩm tươi sống, các quán vẫn thu hút khá nhiều khách. Ngon, rẻ, đó là lý do chính mà không ít người lựa chọn sử dụng đồ nướng về hè. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là với mức giá thấp như vậy thì chất lượng thực phẩm có đảm bảo an toàn hay không? Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vận chuyển số lượng lớn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, thậm chí đã bốc mùi hôi thối. Trong đa số trường hợp, người vận chuyển cũng như chủ hàng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa cũng như phiếu kiểm định chất lượng. Trong số này, có rất nhiều mặt hàng được sử dụng tại các quán bán đồ nướng như nội tạng, chân gà, nầm lợn. Những loại nguyên liệu không đảm bảo chất lượng này có khi đã được tẩy trắng, tẩm ướp gia vị, trồng bát mắt và tỏa mùi thơm hấp dẫn nên khách hàng khó có thể phân biệt được. Các loại thực phẩm nói trên, đặc biệt là nội tạng động vật, đòi hỏi phải sơ chế thật kỹ càng nếu làm qua loa thì những loại ký sinh trùng và vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể gây nên một số loại bệnh nguy hiểm như bệnh tả viêm gan thương hàn kết lị chưa kể nguy cơ khác khi các loại rau củ và nguyên liệu khác để làm đồ nướng khác không được rửa sạch sẽ bảo quản không đúng cách bị nhiễm bụi bẩn từ vỉa hè trong thực tế đa phần các quán đồ nướng vỉa hè thường có cơ sở vật chất tạm bỡ nguồn nước sinh hoạt hạn chế Phó giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia khẳng định, việc thường xuyên ăn đồ nướng có thể gây tổn hại đến sức khỏe. Các món nướng ăn thì ngon, giàu đạm nên được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, khi thịt nướng ở nhiệt độ cao, các chất đạm sẽ khó tiêu hơn, dẫn đến đầy bụng, có cảm giác ấm ạch sau khi ăn. Phó giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Lâm cho biết, ở nhiệt độ cao, các chất béo trở nên không tốt cho tim mạch. Người ăn nhiều món nướng có thể bị mỡ máu cao, một số chất sinh ra khi nướng kết hợp với khói và chất đạm có thể là nguyên nhân tác động xấu dẫn tới một số bệnh, tim mạch, xương khớp, ăn nhiều có thể gây ra ung thư. Nhiều người nghĩ rằng việc nướng thực phẩm bằng bếp cồn khô hay nướng với bơ sẽ an toàn hơn vì cồn ethanol là nhiên liệu sạch, an toàn cho người sử dụng. Tuy nhiên, hiện trên thị trường, các loại cồn methanol có thể gây ngộ độc có giá rẻ hơn nhiều so với cồn ethanol. Nếu cửa hàng sử dụng cồn methanol thì khi đốt cháy, khói của nó có thể chứa một lượng hơi methanol chưa kịp cháy. Nếu thực khách hít phải một lượng lớn hơi methanol thì dễ có nguy cơ bị ngộ độc. Theo phó giáo sư bác sĩ Nguyễn Thị Lâm, để hạn chế những chất độc hại của thịt nướng thì cần phải có kỹ thuật nướng tốt. Mọi người chỉ nướng các món thịt trên than hồng khi đã hết khói. Nướng thịt nhanh ở nhiệt độ vừa phải, không nên nướng ở nhiệt độ quá cao. Khi ăn thịt nướng, nên ăn kèm với các loại rau xanh để tăng cường các chất chống oxy hóa. Không ăn phần thịt nướng bị cháy hoặc nướng quá khô. Bác sĩ Lâm khuyến cáo, đồ nướng là món ăn rất ngon miệng, nhưng tối đa chỉ nên ăn một lần một tuần với số lượng vừa phải, khoảng 100g thịt một lần. Những người có tiền sử đau dạ dày thì không nên ăn thịt nướng để tránh bị khó tiêu. Người già cũng như người có vấn đề về tim mạch, mỡ máu cao, tăng huyết áp cũng cần hạn chế ăn đồ nướng cùng liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ trần đáng nguyên cục trưởng cục an toàn vệ sinh thực phẩm cho biết đồ nướng nằm trong top thực phẩm có nguy cơ gây ung thư hàng đầu càng tránh tiêu thụ nhiều bạn sẽ càng có được nhiều lợi ích cho sức khỏe đánh tiếc đây là một món ăn khoái khẩu nên giờ đây không chỉ là những cửa hàng đồ nướng phát triển mà nhiều gia đình cũng mua luôn bếp nướng về nhà để nướng đồ ăn và ăn hàng ngày theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, các amin dị vòng và hero carbon thơm đa vòng là các hóa chất hình thành khi thịt, bò, heo, cá, da cầm được nấu ở nhiệt độ cao, chiên, nướng trực tiếp trên ngọn lửa. Các amin dị vòng được hình thành khi các axit amin, đường, creatine là những chất có trong cơ và nướng với nhiệt độ cao. Các hero carbon thơm đa vòng được hình thành khi mỡ của thịt tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nóng hoặc ngọn lửa, gây cháy và khói. Từ đó dính lên bề mặt thịt. Trên thực nghiệm, các chất này có khả năng gây đột biến gen và từ đó làm tăng nguy cơ ung thư. Ngoài ung thư ruột, bàng quang và thận, nhiều nghiên cứu còn cho thấy tác hại của các chất này đến hệ thần kinh và khả năng sinh sản của nam giới khi ăn thường xuyên. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm cho rằng trong quá trình nướng ở nhiệt độ trên 500 độ C, đồ nướng trên bếp ga, than, điện đều sản sinh ra hợp chất PAH, hydrocarbon đa vòng PAH, polycyclic aromatic hydrocarbon. Phó giáo sư tiến sĩ Thịnh cảnh báo, các amin dị vòng trong quá trình đốt cháy chất nướng dầu protein ở nhiệt độ trên 500 độ C đều là chất có khả năng gây ung thư. Vì thế, nếu ăn nhiều đồ nướng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Theo giới chuyên gia, với đồ nướng nói chung mỗi người chỉ nên ăn vừa phải, ăn cách quãng và có mức độ. Sau khi ăn đồ nướng một lần thì nên nghỉ một tuần đến vài tuần để thải hết độc tố ra khỏi cơ thể. Thưa quý vị, đã có rất nhiều vụ việc tương tự xảy ra khiến người dân hết sức phẫn nộ, bức xúc. Nếu không có điều kiện ăn đồ nướng tại nhà, trước khi ăn đồ nướng, hãy lựa chọn nơi uy tín, được cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ để loại trừ những rủi ro không đáng có ngay trước mắt. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại